Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay em xuất ra một cái phiên hàng sinh viên cho các bác mới chơi nhé. Đấy, toàn những cái mặt hoa quốc dân rất là đẹp, giá bây giờ cũng rất là dễ sưu tầm. Đầu tiên là em đi vào Lâm Cánh Trắng Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thì đây ạ, mặt hoa đây thì cái Hà Tĩnh này nó nở tại vườn em cách đây khoảng 2 năm rồi, chậu rất là đẹp. Các bác xem mặt hoa Cánh Trắng Hà Tĩnh rất đẹp. Thân thủ của Hà Tĩnh thì nó rất là đẹp, thân lá rất đẹp. Thì bông Lâm Cánh Trắng Hà Tĩnh này thì nói chung là cũng rất đáng chơi cả nhà nhé, nhất là những cái bác mới mới ạ. Thì đầu tiên là em có ở đây hai cái kia này, nó nhỏ này, thì hai kia này thì em bán là 40k cho một kia. Kia thì em cũng mới cắt khúc em xuống chậu thôi. Đấy, hai kia này thì nó 40k, kia nó tầm khoảng chục sen nhé. Đấy, như kia này thì nó còn thêm một kia bé ở đây. Đấy. Còn hai cái kia này thì nó to hơn thì là 50k một kia. Kia này kia 50k. Thì cái này là em cắt khúc em cũng mới xuống chậu thôi nhé. Nhưng mà rễ nó đang đi rồi. Thì về các bác có thể sang chậu luôn được. Hai kia to này là 50k, còn hai kia này là 40k nhé. Lâm Cánh Trắng Hà Tĩnh. Đây em còn một cái dây như thế này. Cái dây này thì em lấy con tổng là nó có 3 ki. 3 ki thì nó có ki bé nó chưa ra rễ này, còn hai con này nó ra rễ rồi. Một con thì đang đẻ vào một gốc. Thì cái dây này là 3 ki. 3 ki này thì em lấy là nó chưa vào chậu thôi, em cũng lấy 50k nhé, 50k. Tiếp theo là cái dây này. Dây này thì được 4 ki, 1, 2, 3, 4, ki bé tí này. Đấy. Thì cái dây này thì nó lại mới có một cái con này nó ra rễ thôi. Nó mới có một con ở dưới này ra rễ, còn mấy con này chưa ra rễ. Thì về các bác cứ trồng rồi nhá, cái con ra rễ nó sẽ nuôi bọn này. Đấy. Thì cái này thì thôi em cũng lấy 50k nhá, cho các bác về đó trồng. Tiếp theo là cái dây này, Lâm Cánh Trắng Hà Tĩnh. Dây này thì nó có một con này rất là to. Con này nó khoảng 15 cm rồi. Con này thì rễ thì ra đẹp rồi. Rễ ra đẹp và khỏe. Nhưng mà phía sau này nó còn 7 kỳ nữa. Nhưng 7 kỳ nó chưa rễ. Thì về các bác lấy cả về các bác làm một tác phẩm. Các bác trồng như này thì những kỳ này chưa ra rễ thì sang năm nó vẫn lẩy mầm gốc bình thường thôi nhá. Nó vẫn lên mầm gốc bình thường. Đấy. Con này ra rễ rất là khỏe. Con to đùng. Thì cả cái dây này là 8 kỳ. Đấy, thì em lấy là 120k cho cả cái dây này. Đấy, và các bác trồng lên này thành một chậu rất là to. 120k Lâm Cánh Trắng Hà Tĩnh cả dây luôn 8 ki. Tiếp theo là em đi vào đây có một ki đây, tiếp theo là vào Lâm Cánh Trắng Đại Tướng. Đại Tướng thì em hôm nay xuất là 5 cốc hàng ươm tự nhiên này nhá. Đấy. Cốc số 1 này. Số 1 thì hai ki rất là đẹp. Nói chung hàng Đại Tướng này thì dễ nó khỏe rồi. Đấy, nó là hàng ươm tự nhiên. Cốc số 2 này. Đấy, thì cứ cái này thì Đại Tướng này thì em đã xuất là 60k cho một cốc 2 ki nhá. 60k một cốc 2 ki. Có một cái con này thì nó hơi nhỏ này, nó có một ki hơi nhỏ thì cái cốc này em lấy là 50k. Nhá, còn lại là cứ hàng như này là 60k 2 ki. 60k một cốc, 2 kg tính ra là 30k một kg. Lâm Cánh Trắng Đại Tướng. Đại Tướng thì là một trong những mặt hoa thì cũng rất là đẹp này nhé, rất đẹp. Đấy ạ. Nói chung là cũng rất đáng chơi. Bông này thì nó bay hơn bông Phú Thọ. Lâm Cánh Trắng Đại Tướng. Tiếp theo là gái nhảy. Gái nhảy thì cũng rất nhiều anh em hỏi này. Nó gọi là cây hồng Hà Nội nhé. Cái hàng này thì cũng là hàng ươm tự nhiên này nhé, hàng ươm tự nhiên rất là khỏe, lá nhựa cứng rất là đanh. Đấy. Thì cái hàng này em cũng xuất 60k một cốc 2 kg, 2 kg như này là 60k, tính ra là 30k một kg này nhé. Cây này là cây hồng Hà Nội nhé, hồng Hà Nội hay còn gọi là gái nhảy đấy. Những bác mà mới tinh chưa chơi bao giờ ấy, thì chắc là cũng không biết rồi, nhưng mà loại bông này thì rất là đẹp. Hồi xưa thì một kỳ này cũng rất đắt, toàn 5-7 triệu thôi. 60k một cốc 2 kỳ gái nhảy.
Tiếp theo là vào cây bạch hỏa vương. Bạch hỏa vương là một cây 5 con trắng, siêu bẹt mũi trắng nhé. Rất là đẹp, cánh rất là trắng luôn. Đấy, bạch hỏa vương. Thì cái key số 1 này, key số 1 là key cắt khúc là xuống chậu. Key này thì em bán là 200k. Nó hơi cong một tí nhưng không sao, những key rất là khỏe. Bán là 200k cho key này. 5 con trắng bẹt mũi trắng, siêu bẹt mũi trắng ạ. Cốc thứ hai có 1, 2, 3, 4 key. 4 key thì 2 key ở phía dưới to này thì ra rễ rồi. Đấy, 2 key này ra rễ rồi nhé, còn 2 key trên này thì nó chưa ra rễ. Đấy, nhưng không sao, em trồng cả vào. Thì em chỉ tính tiền 2 key to này thôi, còn 2 key trên này thì em không tính tiền. Nhá, thì cái key to key như này là 200, key to như này thì lấy là 250. Đấy, thì tổng cái cốc này là em lấy là 450. Đấy, đợt trước là một cái key to này cũng phải 300k rồi. Đấy, cả cái cốc này em lấy 450k, 4 key luôn. Đấy. Em còn một cái key hồng Gia Lai. Hồng Gia Lai thì cũng là key cắt khúc đầu ngọn. Key thì ngọn đang đi rất là khỏe đẹp này nhé, hồng Gia Lai. Mỗi tội là cái key này thì nó có một cái rễ thôi. Nó có một cái rễ thôi cả nhà nhé. Mà key thì rất là đẹp. Đấy, cho nên em bán rẻ cho các bác về sưu tầm cái key này. Key này thì em bán là 200k cho key hồng Gia Lai. Khi này nó cũng phải ở mười mấy sen. Hồng Gia Lai. Tiếp theo là em hôm nay có một ít cái kẻ cánh bầu. Kẻ cánh bầu mà hàng này thì nó lại lên chưa lên kẻ cả nhá. Đây này. Nó chưa lên kẻ đó. Một lá nhựa rất là dày. Đấy, hoặc là có những con nó chỉ lên một chút chút kẻ như này thôi. Đấy. Con nó lên rất là ít kẻ như này. Đấy, thì cái hàng này thì em bán giống. Thì ở đây nó có 10 cốc nhá. Thì em bán trung bình là em bán lẻ là cứ 100k một cốc. Đấy, cái cốc này thì nó có 2 key. Đấy, thì cũng 100k. Đấy. Thì nó là cái hàng nó lên ít kẻ. Sáng năm thì nó vẫn lên kẻ bình thường các bác nhá. Đấy, là 100k một cốc. Đấy. Ở đây cũng có một cái key kẻ bầu này, nhưng mà cái key này rễ nó đang yếu cho nên là em phải để ở đây để em cho nó ra rễ. Rồi, ok, em xin cảm ơn cả nhà. Anh chị em sưu tầm cái dòng nào anh chị em liên hệ với em, số điện thoại em là 0903 208 533. Em xin cảm ơn.